With its rich natural resources, the South African economy has been booming in recent years in the lead up to the World Cup. However, the gap between rich and poor is widening. Most Vietnamese have turned away from ca trù, a traditional form of music that has been played for centuries. But the music is enchanting a new generation of musicians who are slowly reviving it. HK World's Mari Yamada has more. A ceremony was held in the capital, Hanoi, in April to celebrate UNESCO's official certification of ca trù as an intangible cultural heritage. Phang Thi Huệ is an up-and-coming ca trù singer well-known among the people of Vietnam. She first heard the music about 9 years ago. She says it made her feel nostalgic. It felt familiar. I was captivated. I decided I wanted to find out more about the music and play it myself. She trained hard for 5 years under one of the country's top ca trù singers and eventually became a professional. Ca trù has been heard at festivals and celebrations in the country for hundreds of years. But people started to belittle the music after it became a fixture of sex establishments during the colonial era. In the 50 years after independence in 1945, fewer celebrations featured ca trù. There used to be more than 1,000 players last century, but the number has decreased to 1/10. Ca trù là bộ môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, một nghệ thuật độc nhất vô nhị, bắt đầu có từ thế kỷ 11. Là một loại nhạc truyền thống bát học có đầy quy tắc về điệu, nhịp, nét hoa mỹ, biến tấu, ứng tấu. Một nhóm biểu diễn ca trù gồm 3 người, một ca nương sử dụng phách, một người chơi trống chầu và một người đàn ông chơi đàn đáy. Nước cuộn cuộn chảy biết đời nào người. Nước non nặng một lời nguyện. Đàn đáy là nhạc khí đặc trưng chỉ để đệm cho một thể loại hát duy nhất là ca trù. Và đặc biệt, chỉ có nam giới mới chơi nhạc cụ này. Trong lịch sử ca trù, chưa có cô đào nào có thể vừa hát vừa chơi đàn đáy. Bởi đàn đáy rất dài, lực đẩy phải mạnh và khéo. Người phụ nữ khó có sức để vươn tay theo các phím đàn mà thực hiện các kỹ thuật chùng xoải một cách nhuần nhuyễn, linh hoạt. Và trong tâm linh, đàn đáy có âm vật rất trầm. Những người phụ nữ đánh đàn đáy sẽ bị nhận vào cuộc sống của mình những điều trắc trở,